Toyota Corolla Cross và Kia Seltos, bạn chọn gái Nhật hay trai Hàn? Corolla Cross có giá lăn bánh khoảng 800 đến 1 tỷ mốt, còn Kia Seltos thì chiếm ưu thế hơn về giá khi có giá lăn bánh thì khoảng từ 700 đến 850 triệu đồng. Về ngoại hình, Seltos được nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ thiết kế khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trước đây của hãng xe Hàn. Còn Toyota, thương hiệu có thiết kế xe an toàn, nên đương nhiên Corolla Cross cũng không quá phá cách, khác biệt. Về nội thất, Seltos sở hữu vô lăng đi cắt thể thao, còn vô lăng của Corolla Cross vẫn theo kiểu truyền thống. Seltos có màn hình giải trí 10,25 inch, lớn nhất phân khúc, trong khi màn hình của Corolla Cross chỉ khoảng 7 inch. Seltos còn được trang bị cửa sổ trời phía trước, hàng ghế trước có chức năng làm mát, thực sự option của xe Hàn vẫn luôn đi đầu. Corolla Cross sở hữu dung tích khoang chứa đồ lên tới 440 lít và được mở rộng hơn khi hàng ghế thứ hai gập xuống, trong khi khoang chứa đồ của Seltos có dung tích là 433 lít. Về an toàn, Corolla Cross ghi điểm hơn với gói công nghệ an toàn cao cấp Toyota Safety Stance. Về động cơ, trong khi Seltos sử dụng hệ thống động cơ cỡ nhỏ và tăng áp thì Corolla Cross sử dụng động cơ cỡ vừa và lọc khí tự nhiên.